Xin chào quý chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho quý chị và các bạn một số footage về cái hiệu ứng Action Zoom. Mình không biết cái hiệu ứng này nó tên gốc là cái gì nữa, nhưng mà lúc mà mình tải cái footage thì nó để đó là Action Zoom. Thì tạm gọi theo cái tên footage cho cái hiệu ứng này ha. Cái hiệu ứng này nó như thế nào thì quý chị và các bạn sẽ xem một cái video thí phạm sau đây. Rồi, mời quý chị và các bạn cùng xem. Chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới bên ta ngày hôm nay. Ngày hôm nay Hạnh Ngọc sẽ đưa các bạn đến với thành phố Đà Lạt, thành phố ngày mai. Như các bạn đã biết thì Đà Lạt có... Rồi, sau khi xem xong cái video thí phạm thì quý chị các bạn sẽ hình dung được cái hiệu ứng nó như thế nào. Thì ít hay nhiều thì các bạn cũng đã xem một lần cái hiệu ứng này. Thì mình thấy gần nhất là HTV7, những cái chương trình game show có sử dụng cái hiệu ứng này ha. Thì video này hy vọng là có ích cho những bạn nào đang tìm những cái hiệu ứng nó như vậy. Và các bạn có thể thấy trên màn hình của mình, đây là những cái footage mà mình đã download về. Và tất nhiên rồi, mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn bằng cái đường link ở bên dưới. Các chị bạn có thể xuống dưới và download cái footage này về và dùng cho những cái video của chị và các bạn ha, hoàn toàn phí. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ thử làm. Ở đây thì mình có rất nhiều những cái footage, các bạn có thể xem trước để coi cái nào nó phù hợp ha. Footage này thì có hai dạng, một là cái nền nó màu đen, đây nền nó màu đen là như thế này, thì đó có nghĩa chúng ta sẽ khử cái màu đen và giữ lại cái màu trắng, và ngược lại chúng ta có một cái nền trắng, cái này là cái background, đây cái nền trắng, thì chúng ta sẽ khử cái nền trắng và giữ lại màu đen. Thông thường thì mình thấy những cái hiệu ứng này người ta hay làm đó là màu trắng, đây, để chúng ta sẽ kéo xuống. Các bạn thấy nếu như video cái khúc, cái phân đoạn mà quý chị và các bạn cần hiệu ứng này thì các bạn thấy nó quá dài so với video đúng không, thì chúng ta sẽ kéo ngắn lại như thế này và chọn cái phần Visual Effects và kéo Remove Color, tương tự như những cái video mình đã chia sẻ trước đó thôi. Và trong đây thì các bạn sẽ chỉ định cái màu đen hả? Thì bây giờ các bạn có thể thấy video của chúng ta có cái hiệu ứng này rồi ha, tương tự như là cái video mà quý chị và các bạn đã xem demo. Rồi, bây giờ mình sẽ làm tiếp một cái video màu trắng. Đây là cái footage và chúng ta sẽ khử màu trắng. Này nó zoom kiểu như là những cái giống như phim hoạt hình, cái đường zoom đấy tương tự như vậy ha. Nó để manga anime gì nè. Tương tự với cái màu trắng thì chúng ta sử dụng Visual Effects và Remove Color. Thay vì lúc nãy chúng ta chọn màu đen thì chúng ta sẽ chọn màu trắng, nó sẽ giữ lại màu đen nè. Thì lúc này cái hiệu ứng nó giống như là zoom. Cái này giống như là chúng ta tập trung vào một cái vật thể, một cái chủ thể nào đó trên video. Sử dụng cái hiệu ứng này hôm nay là sẽ đưa các bạn đến với thành phố Đà Lạt. Thêm một cái đoạn nhạc nữa, ví dụ như là giới thiệu một cái món ăn á, thì chúng ta sẽ zoom vào. Rồi thêm một cái hiệu ứng âm thanh vô nữa thì nó hay hơn, kiểu như là qua hay là gì đấy. Mà cái âm thanh thì mình chưa có down, chưa có tải về, có chỉ các bạn tải cái hiệu ứng thanh về kết hợp với hiệu ứng này nữa thì giống như y trên TV vậy đó, khác.
ông khác là mấy hả? Rồi ngoài cái footage hiệu ứng zoom thì mình tặng thêm cho các bạn những cái background. Background này chúng ta muốn làm thì chúng ta làm tùy theo cái mục đích, cái hoàn cảnh, cái ngữ cảnh mà các bạn áp dụng, còn không thì xóa đi. Còn áp dụng được thì áp dụng ngay kiểu như là giới thiệu những cái nhân vật mà mình thấy trong phim hoạt hình hay dùng. Thì mấy cái này mình sẽ hướng dẫn các bạn sau, trước hết thì các bạn sẽ ứng dụng cái hiệu ứng này cho những cái video của anh chị và các bạn ha. Rồi. Nếu như anh chị và các bạn thấy video này, có thể nhấp vào nút đăng ký để ủng hộ kênh YouTube và thường xuyên cập nhật những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.